Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh độc truyện bụi phố. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người vào khung giờ phát sóng quen thuộc. Và ngày hôm nay Tâm An lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Lam Lam gửi tới cho quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Cô nàng hám tiền. Quý vị và các bạn thân mến đúng là tình yêu chỉ cần chúng ta rung động đúng không ạ? Cô gái Diệp Anh là một cô gái vô cùng xinh đẹp, giỏi giang, thông minh và cả người cô ấy xuất phát từ một gia đình giàu có là một đối tác làm ăn quan trọng với Phong, nhưng mà tại vì sao Phong lại không rung động? Phong lại rung động với Lam, một cô gái mà ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cô đã ghét anh rồi. Và tại sao vậy? Tình yêu đúng là khó có câu trả lời đúng không quý vị? Và ngày hôm nay thì Tâm An gửi tới cho quý vị một tình tiết rất là buồn, đó chính là Phong phải lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp của mình. Anh sẽ chọn cái gì đây? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 8 của bộ truyện Cô nàng hám tiền tác giả Lam Lam qua giọng đọc của Tâm An. làm đang hốt hoảng trong lòng, nhưng cô cố gắng không để lộ ra bên ngoài. Đầu của cô nhanh nhảy số Kiểu này nếu càng chống đối thì ông ta lại càng làm căng, mà mình lại càng mất sức. Phải làm sao bây giờ? Phải làm sao đây? Cô cố gắng không thể hiện lo sợ ra bên ngoài. Tự nhiên cầm ly rượu lắc lắc, sau đó nhấm nháp một ngụm, rồi bóp chán suy nghĩ. Uhm, tôi đi vào toilet một chút. Lát ra chúng ta bàn công chuyện tiếp nhé Ông Bảo nhìn cô đi vào toilet Nó có chạy đằng trời Cửa khóa rồi Nhà vệ sinh bên trong Chẳng có cái gì cần lo lắng Làm bước vào nhà vệ sinh Chốt cửa rồi quan sát xung quanh Chỉ có một ô cửa thông gió Cỡ 35-40cm Và rất cao Không có chỗ nào để trốn thoát Thì mình phải làm sao đây Cô cố hết sức vặn cái vòi xịt của nhà vệ sinh Cái này nếu để mà đánh Thì không chết được Nhưng chắc chắn sẽ khiến cho đối phương bị thương không nhẹ Kết hợp với mấy món võ Mà cô đã học lòm được Chắc chắn sẽ dùng được Làm vốc nước rửa mặt cho tỉnh táo Đầu của cô hơi choáng váng Tiểu lượng của cô không được tốt Chỉ có thể cầm cự được một lúc nữa thôi Nếu không hành động Thì chắc chắn cô càng ngày Càng dần càng yếu là móc điện thoại ra nhanh chóng nhắn tin cho Hân, rồi phát địa chỉ trực tiếp. Bút ghi âm của cô đã bật sẵn trong túi. Nếu cần dùng thì đậu nhọn có thể khiến ông ta bị thương. Nhưng giờ nếu cô cầm cái vòi xịt này ra, ngay lập tức thu hút được sự chú ý của ông ta. Làm đằng cần nhắc suy xét các tình huống, thì ông bảo đập cửa bên ngoài. Em làm cái gì mà lâu thế hả? Có phải đang tắm trong đó không? Mở cửa cho anh, làm hốt hoảng tay chân run bần bật cô không dám lên tiếng ông bảo ghé sát tai vào cánh cửa em có ra đây nhanh không chờ tôi một chút giọng của cô run rẩy ông bảo chờ một lúc lâu không thấy mở cửa thì đưa chân đạp một cái rầm khóa cửa bung ra cửa bật mở làm sợ hãi hét lên tôi đang đi vệ sinh ông vào làm gì chứ anh vào giúp em tắm không được sao làm sợ hãi thụt lùi cảm nhận đằng sau là mép tường cô dựa sát vào tường ông bảo càng tiến tới cô nắm chiếc bút trong tay giơ lên ông mà lại gần tôi dù nửa bước tôi đâm cho ông thủng mắt ông bảo mắt lòng sòng sọc con tiện nhân này dám thách thức ông ông ta rít lên mày được lắm con đàn bà ngu xuẩn tao sẽ lột sạch mày ra rồi mày biết thế nào là thủng mắt ông cứ bước tới đây đi nửa bước thôi rồi ông sẽ biết ai ngu xuẩn cô cầm điện thoại trên tay vẫn cầm cái vòi xịt để hướng về phía ông bảo alo hân đi à ghi âm mình gửi vào email cậu giữ liên lạc nếu ông ta làm gì ngay lập tức gửi cho chú thành hoặc chị thi nhé hân đầu dây bên kia lo lắng Cậu không sao đấy chứ Cậu giải quyết được không Không cần lo Cậu nhớ thực hiện Theo lời mình nói Nói xong làm đặt chiếc điện thoại lên bệ xí Ông hiểu rồi chứ Ngay lập tức Ông được nổi tiếng trên mạng xã hội đấy Mày tưởng tao ngu sao Mày không có clip Chỉ nghe giọng thì ai tin là tao Cái con nhãi danh này Mày còn non và xanh lắm Nói xong ông ta lao tới, làm sợ hãi đẩy mạnh ông Bảo ra, sau đó chạy vọt ra ngoài cửa nhà vệ sinh. Ông Bảo tức giận, đứng trước cửa. Ông ta bước nhanh đến và nắm tóc của cô, làm chơi với, đá một quyền vào người của ông. Cô còn nhanh trí dùng chiếc bút, cào ông ta một đường nơi cánh tay. Ông Bảo bị đâm suốt cánh tay. Cánh tay của ông ta bắt đầu dì máu. Ông ta giận điên cuồng, lao đến, nắm lấy đầu của Lam rồi giáng xuống một cái tát. Cô không cảm nhận được cơn đau đớn, chỉ lo tìm chỗ chạy thoát thôi. Nhưng mà thoát ở đâu đây? Căn phòng này quá kín. Ông Bảo nắm tóc lôi sành sạch cô, vào đến cánh cửa và mở ra một phòng khác, ném cô lên giường. Để xem, tao lột mày ra như thế nào? Cái con nhãi danh mất dậy này, mày dám đánh ông à? Thấy ông ta tiến đến gần mình, làm co người vào góc tường bên kia hân đang nắm chặt điện thoại tự dưng máy lam bị ngắt kết nối có chuyện gì xảy ra với cậu ấy rồi tay của cô run rẩy bấm điện thoại nhưng không có ai nghe máy chỉ có tiếng tút dài cô làm sao bây giờ hân gọi điện thoại cho tổng giám đốc nhưng không liên lạc được giờ anh ta đang bên sinh vậy ai cứu lam đây Hân cắn răng, tay run rẩy bấm dãy số quen thuộc. Bên kia chỉ reo một tiếng, đã có người nghe máy. Giọng nói vui mừng, phấn khởi. Em gọi cho tôi ư? Xin anh, xin anh giúp bạn tôi. Cậu ấy, cậu ấy đang gặp nguy hiểm. Hân nấc lên, nói không thành tiếng. Hân nói vắn tắt cuộc gọi của Lam, rồi nói địa chỉ qua cho Triết. Xong rồi cô cúp máy, cô chạy bắt taxi đến một quán bar. Chiết gọi ngay cho Tú Liên hệ với quản lý của quán ba gấp Nhưng cả mấy trăm phòng hát phòng ngủ Phòng kín, phòng VIP Đều không lắp camera Nếu bây giờ lục lại camera hành lang E là không còn kịp nữa Mình nghe được tin Thì lao tới đầu tiên Mắt của anh đò ngầu Như muốn phá nát cả quán ba Anh tự nhủ Anh sẽ giết ngay thằng nào Dám động vào cô ấy Chiết gọi cả chục cuộc cho Phong nhưng không được Hôm qua cậu ấy gọi điện thoại cho anh nói rằng hôm nay sẽ về. Đáng lẽ nếu còn ở Singapore thì sẽ chuyển vùng. Nhưng tại sao bây giờ không gọi được cho Phong? Phong vừa bước xuống sân bay, mở điện thoại thì thấy có tin nhắn báo rằng có hàng chục cuộc gọi nhỡ của Chiết và của Hân. Vừa định gọi lại cho Chiết thì điện thoại reo lên. Cậu nhanh lên, cậu đến quán ba ngay, Lam đang gặp nguy hiểm. Chiết nói qua tình hình của Lam, sau đó cúc máy, Phòng nắm chặt chiếc điện thoại Tay của anh nổi gân xanh Anh giật lấy chìa khóa xe Từ trợ lý Rồi ngồi vào ghế lái Chạy với một tốc độ nhanh nhất Đáng nhẽ anh còn hai ngày nữa Mới xong công việc tại sinh Nhưng vì anh quá nhớ Lam Nhớ đến quay quắt, quay cuồng Anh định bụng sẽ về Rồi ngay lập tức đến gặp cô ngay Để nói rằng Anh chấp nhận buông bỏ tất cả những gì mình đang có Chỉ cần có cô ấy Rồi hai người sẽ đi thật xa sống một cuộc sống bình thường ngàn vạn lần mong sao làm đừng xảy ra chuyện gì nếu không anh sẽ hận hận cả đời này phong bước vào quán ba mắt của anh đỏ ngầu gọi quản lý ra đây nếu không hôm nay tôi phá nát quán ba này nhân viên nhìn thấy phong vội vàng gọi quản lý nhưng quản lý ba cũng không thể làm gì vì đây chính là ba ngầm nhân viên chỉ ghi biệt danh để tránh công an sờ gái khách hàng. Chiết Tú và mình cũng đang có mặt ở đây. Chẳng nhẽ không còn cách nào. Phòng lao đi, mở cửa từng căn phòng. Anh không thể nào chờ đợi thêm một phút một giây nào nữa. Hân chạy theo. Hân, cô có email của Lam không? Có biết mật khẩu không? Mình vội vàng đẩy nhân viên ra, lấy laptop nơi bàn làm việc và nhanh chóng gõ. Hân đoán mấy lần nhưng mật khẩu không đúng Ngày tháng năm sinh Chứng minh thư nhân dân Số thứ tự đều không đúng Cô ôm đầu bất lực Em đừng cố quá Mà đau đầu đấy Chết bên cạnh an ủi cô Hân lầm bầm sau đó mắt sáng lên Lam là một người rất cẩn thận Cậu ấy tuyệt nhiên sẽ không đặt những mật khẩu dễ đoán Hân đánh liều Bấm ngày Lam vào cô nhi viện Trời ơi đúng rồi Mình thở phào email được mở lên anh tiếp tục từ email để vào mật khẩu của cô và xem vị trí điện thoại cũng may là lam dùng iphone có định vị mà minh lại là một tay hacker thứ thiệt định vị điện thoại dẫn đến một căn phòng dưới hầm phòng vẫn đang đi lục soát từng phòng nhưng bên trong đều là những gương mặt xa lạ quán bar này rất rộng có đến mấy trăm phòng hát có những phòng ngủ xây ở dưới nên không biết cô đang ở đâu Trợ lý Lâm cầm lấy điện thoại Vội vàng kéo phong Sếp ơi Vị trí ở đây à Phòng cướp lấy điện thoại Vội vàng chạy theo hướng mũi tên trên bản đồ Anh đạp cửa xông vào một căn phòng Nhưng lại không thấy người đâu Trên bàn ăn còn đầy thức ăn Phòng chạy lại cầm túi của Lam Túi sách ở đây Vậy cô ấy ở đâu Anh bỗng nghe tiếng hét Từ phía sau một cánh cửa phong đạp mạnh cánh cửa mở ra một phòng ngủ khác bên trong làm đằng co rúm trong góc giường tóc tai quần áo lộn xộn tay của cô cầm một con dao gọt hoa quả và đưa lên cổ phòng nắm lấy cổ áo của ông bảo lôi ngã ông ta xuống dưới sàn anh điên loạn đấm mạnh vào ông ta mấy quyền ông bảo ngã lộn nhào ngước mắt lên nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của anh thì ông ta run lầy bầy ông chán rồi sao Ông dám động vào cô gái của tôi Cậu Phong Không phải tôi Phong đưa mắt nhìn trợ lý Lâm Trợ lý Lâm hiểu ý Nắm cổ và kéo ông ta ra ngoài Lam nhìn thấy anh vào Thì buông con dao ra Nước mắt thì nhau rơi xuống Cô nhào vào lòng của anh khóc nức nở Phong ôm cô gái nhỏ trong lòng Xót cô đến đau lòng Anh xin lỗi Anh đến muộn không sao không ai có thể làm gì em đâu bao nhiêu tủi hờn nhớ thương dâng trào thành nước mắt phong nhìn cô một lượt thấy dấu máu dọc cánh tay của cô khiến cho anh hoảng loạn cái gì thế này ai làm em thế này đau lắm có đúng không làm cười đưa tay lau quệt nước mắt em dùng bút ghi âm em đâm ông bảo đấy Lúc vật lộn Em xước ra một tí thôi Em không sao đâu à Phòng đau lòng rút khăn trong túi Lau tay cho cô Luôn miệng xin lỗi Anh hồn những giọt nước mắt Trên mặt của cô Anh để cho em chịu khổ rồi Sau này nhất định không như thế nữa Em đừng khóc Em khóc anh đau lòng lắm Anh sai rồi Từ nay anh không thế này nữa Khóc một lúc đến khi tỉnh táo đầu óc bỗng nhiên làm đẩy anh ra cảm ơn anh tổng giám đốc tôi về trước đây nghe lời nói khách sáo của lam trái tim của anh lạnh đi cô ấy vừa nói cái gì tổng giám đốc ư và xưng tôi ư phòng nắm tay của lam kéo lại áp sát cô lên tường em vừa nói cái gì em nói lại anh nghe xem nào tôi 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 muốn về cảm ơn tôi em có biết rằng em đang nói gì không em có biết rằng anh nhớ em nhớ đến phát điên không làm ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn phong bao nhiêu uất ức những ngày qua bộc phát anh nhớ tôi anh nhớ tôi mà anh đi với vợ sắp cưới của anh tôi chả là gì của anh cả anh đi mà nhớ cô vợ của anh ấy. Hai người đi với nhau tình trạng y thiếp, sống đôi bên nhau tại sự kiện. Đưa nhau đi dạo phố. Anh còn mua đồ cho cô ta. Tôi đã làm gì? Tôi xem gì giữa hai người để vợ tương lai của anh bắt tôi đi làm cái việc này. Phòng thở dài ôm cô vào lòng, siết chặt cơ thể của cô đang run rẩy. Em hiểu lầm anh rồi. Không có hiểu lầm gì hết anh buông tôi ra đi buông tôi ra phòng nắm lấy cằm của cô dứt khoát và áp môi vào môi của cô cô dãi rụa cũng không lại hai tay nhỏ chống trước ngực của anh cuối cùng lý trí cũng tan rã tiếp xúc gần gũi với người mình yêu cô vĩnh viễn không thể làm chủ được mình kỹ năng hồn của phong khiến cả người của cô mềm nhũn trái tim mềm đi hai tay phải bám vào lưng của anh mới đứng vững phòng nối lòng vòng tay hôn lên đôi mắt mơ màng của cô anh không đưa diệp anh đi dạo phố anh không tình ý gì với ai ngoài em hết càng không mua đồ cho ai ngoài em không có ở chung với ai cô ta có quyến rũ anh nhưng mà anh quen mùi hương của em không ai có thể gần anh được ngoài em em hiểu không làm nghe xong mà cong cong khóe môi trái tim như có kẹo ngọt thấm vào không biết tại sao cô lại tin lời của anh nói Nhưng cô vẫn lấn cấn trong lòng Như thế này Cô là người thứ ba sao Anh nói dối Chị ta là vợ tương lai của anh Anh đi về đi Cô nghiêng người sang bên cạnh Định thoát khỏi vòng tay của Phong Nhưng bị anh kéo lại Làm à Ngày mai Anh sẽ hủy hôn Anh nói cái gì? Anh đừng đùa như thế. Anh không đùa đâu, anh sẽ làm. Trái tim của anh, nơi này, chỉ muốn có một mình em thôi. Nói rồi không để cho Lam có cơ hội chất vấn. Anh cúi xuống nhanh chóng, quấn lấy đôi môi mềm. Làm thả lỏng cơ thể, vòng tay lên cổ của anh đáp lại. Nụ hồn thường nhớ và khát khao cả tuần không được nhìn thấy nhau. Cứ như vậy, kéo dài bất tận. Mùi rượu vào vị ngọt trong khoang miệng của cô khiến cho phong trầm luân mê đắm phong hôn lên cổ của cô cắn nhẹ vào xương quay xanh lên bờ vai mềm cả người của lam run rẩy theo từng chiếc hôn của phong môi anh di chuyển đến đâu cả người của cô tê dại tới đó phong vùi mặt vào cổ của cô tham lam quyến luyến hương thơm nhẹ nhàng mà ngày đêm anh mong nhớ da thịt của cô rất mịn chạm vào như có nam châm không thể nào dứt tay của anh nhanh chóng phủ lên vùng ngực của cô một bên váy bị kéo xuống bên ngực tròn trịa trắng hồng như trái đào tiên nằm gọn trong bàn tay của anh cổ họng của anh khô rát khao khát trong lòng của anh nảy lên mãnh liệt như muốn đốt cháy cơ thể anh cúi xuống ngậm lên nụ hoa hồng trước ngực của cô làm cô biết chuyện gì đang diễn ra Chỉ cảm thấy có một cảm giác thoải mái khát khao Lan tràn khắp cơ thể Cô nhắm mắt mơ màng Và cong người đón nhận cái cảm giác Xâm lấn lạ kỳ Trong khi mở mắt ra Thấy cảnh tượng lộn xộn của chiếc giường Cô hốt hoảng đẩy phong ra Ánh mắt ánh lên tia sợ hãi Anh đừng Anh xin lỗi Tự dừng lại muốn em ở đây Mình đi về nhà nhé Lam gật đầu, giấu gương mặt đỏ ửng vào ngực của anh. Phong mềm cười, nắm tay của Lam bước ra khỏi phòng. Ra khỏi cửa, anh dừng lại nhìn cô, sau đó cởi áo, bọc cô lại, ôm cô vào lòng. Chết tiệt, ai trai mặc thế này hả? Thằng già kia, anh sẽ cho nó chết. Làm cười khúc khích trong lòng của Phong. Là vợ tương lai của anh, chọn đồ cho em đấy không nói đến đó nữa anh sẽ không nhịn được mà chứng minh cho em thấy ai mới là vợ tương lai của anh ngay giữa cái quán này thôi thôi được rồi em không nói nữa cả bầu trời hạnh phúc bao trùm lấy hai người chỉ có một người vẫn yên lặng đứng giữa bức tường nhìn cảnh tượng hạnh phúc mà lòng đau nhói mình thở dài tại sao chứ tại sao anh luôn chậm một bước Phòng phóng như bay về biệt thự Mắt của anh đỏ rực Đôi tay kỳ chặt vô lăng Làm ngồi bên ghế phụ Thi thoảng nhìn anh cười một cái Rượu bắt đầu có tác dụng Khiến mặt cô đỏ lên Da dày hồng hào trông vô cùng xinh đẹp Phòng không dám nhìn sang cô một chút nào Sợ mình không kiềm chế Mà muốn cô ngay trên đường Xe bước vào cổng biệt thự Phòng nhanh chóng ôm cô xuống Bấm chiều khóa cửa Và bước vào Thật nhanh trên đường anh đã hận rằng không có cánh tay để ôm cô bay về nhà thật nhanh vừa mở cửa phòng ngủ anh ghi sát cô lên tường làm như một con mèo nhỏ dính lấy anh rượu khiến cho cô không còn tỉnh táo nắm chặt bạt áo sơ mi của anh giận dỗi lúc nãy anh không thèm nhìn em một cái anh không cần em nữa phòng mỉm cười mân mê đôi môi mọng của cô anh sợ không kiềm chế được nhưng mà cầu chừa dài ý đã bị phong nuốt tròn anh tách miệng xinh của cô sau đó đưa lưỡi chui vào điên cuồng cắn mút bàn tay đồng thời đưa ra sau kéo khóa chiếc váy cả cơ thể mềm mại không còn chướng ngại vật dưới thân khiến trái tim của phong run rẩy cơ thể bốc hòa rục rục anh cúi xuống hôn lên cổ của cô lên xương quay xanh mảnh khảnh quyến rũ bàn tay đồng thời phủ lên núi đôi của cô. Mỗi cái chạm của anh khiến cảm xúc lan khắp người của cô. Cô còng người đón nhận khoái cảm, phá ra những tiếng kêu xấu hổ quyến luyến càng làm cho dục vọng của anh tăng cao. Phòng đang cố kiềm chế, anh muốn cô hoàn toàn tự nguyện. Nâng cảm của cô lên, cất giọng khàn đục. Làm à? Em yêu ai? em yêu anh em chỉ yêu mình anh thôi cả người của cô run nhẹ dưới ánh mắt say tình của phong thuộc về anh có được không cành môi đỏ rực mấp máy sau đó gật đầu chỉ chờ có vậy thôi phong cúi xuống ngậm độ hoa đang run rẩy điên cuồng bàn tay không an phận vuốt dọc lưng cong mềm mại rồi đưa xuống phía dưới cảm xúc yêu thương và hòa hợp của hai trái tim và cơ thể hòa hợp khiến cả hai muốn nổ tung. Làm chưa bao giờ trải qua cảm giác này, chưa bao giờ được ai yêu thương và trân trọng như vậy. Anh thỏa mãn ôm cô, đặt lên chiếc giường lớn, đôi môi tiếp tục những chiếc hôn dài rộng phủ khắp cơ thể của cô. Phòng cảm nhận, vùng cơ thể của cô nóng bừng, vùng cấm địa của cô ẩm ướt. Nơi ấy của cô quá thật, quá thật sự là quá hẹp, đột ngột bị xâm nhập Cô A lên một tiếng kinh ngạc, hai chân khép chặt lại. Anh vào có được không? Làm gật đầu nhẹ, nhưng cô không biết phải làm thế nào. Ngoan nào, em giang chân ra. Phòng kiên nhẫn dỗ dành, chán của anh đã lấm tấm mồ hôi vì phải bị dày vò kiềm chế. Em tha lòng người một chút đi. Anh muốn để em biết chuyện ân ái là điều tuyệt vời như thế nào. Nhất định em sẽ thích. Mặt của Lam đỏ bừng. Thích ư, thích thật không? Cô xấu hổ vì mình 25 tuổi rồi, nhưng chưa biết chuyện này phải làm như thế nào. Nhưng cô ngoan ngoãn làm theo lời của anh. Nhẹ nhàng buông lòng người ra. Nơi nhạy cảm nhất bị anh kích thích, cơ thể mềm ra khiến cho cô căng cứng, đôi chân như bị tê liệt. Phòng tiến nhanh vào vùng cấm địa, phá tan cái màng mỏng ranh giới. Phần dưới của cô như bị xé tan thành hai mảnh. Một dòng máu chảy xuống, thấm, loang, vùng ga chảy giường trắng tinh, giống như một bông hoa hồng nở rộ, đẹp đẽ. Cơn đau nhức vùng dưới ập đến, khiến cho cô đổ mồ hôi, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Phòng xót người con gái dưới thân, đưa tay lau giọt nước mắt của cô, ôm cô vào lòng. Ngoan nào, em thả lòng người đi một lát nữa sẽ hết đau em thoải mái ngay ấy mà phòng cố gắng thật nhẹ nhàng dịu dàng hết mức có thể đây là lần đầu tiên của cô anh sẽ mang lại cho lam trải nghiệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời làm được anh vỗ về khích lệ nhẹ nhàng thả lòng người ra khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ càng kiều diễm vậy là mình đã thuộc về anh rồi lam còn người đón nhận anh đón nhận từng đợt, từng đợt sóng trào anh truyền vào cơ thể của cô. Cảm giác khoái lạc giữa những nhịp ra vào cuồng nhiệt của anh. Cảm thấy thân dưới có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Cả một đêm dài như vậy, hoa nái mê cuồng quấn quýt của cả hai, vang động khắp căn phòng. Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, chiếu đến giường. Cô gái trên giường đang ngủ say, đôi mi rậm và dài, nổi bật trên má phấn hồng trắng nõn. Cảm giác thỏa mãn tinh lực dồi dào khiến miệng của Phong không thể nào khép lại được. Anh đã dậy lâu lắm rồi, nhưng lúc này đang say sưa ngắm nhìn cô. Cánh mi chớp động vài cái, đôi mắt đẹp mở ra. Nhận thấy gương mặt trước mắt mình, cô nhoẻn miệng cười trong vô thức. Phong cầm bàn tay mềm như không có xương, đưa lên môi của mình. "Chào buổi sáng, con mèo lười của anh." Làm bây giờ mới mở to mắt Nhớ lại chuyện tối qua Mặt cô đỏ bừng Rút tay ra định kéo chăn lên Nhưng Phong đã trước một bước Kéo mạnh chăn ra và đè lên người của cô Ôi anh đừng Đừng dừng lại chứ gì Phong vừa nói vừa cười gian xảo Sau đó anh cúi xuống hôn lên môi mềm của cô Bàn tay lại không yên phận Và tiếp tục khám phá Làm không cử động được nữa Toàn thân mỏi nhừ để mặc cho Phong ôm vào nhà tắm tắm rửa cho cô, xây tóc và mặc quần áo cho cô, sau đó bế cô xuống phòng ăn. Anh đặt cô trong bàn ăn, múc một thìa cháo thổi thổi, đưa đến bên miệng cho cô. Nào, em há miệng ra đi. Làm lười biếng há miệng ăn, rồi lại nằm dạp trên bàn. Phòng bật cười những dấu vết đỏ rực trên cổ mà anh để lại cho cô. Anh xin lỗi, Lần sau anh sẽ cố gắng nhẹ nhàng Làm trợn mắt lườm anh Không hiểu cái tên này sức lực dư thừa hay sao Cả một đêm và buổi sáng cứ quay cuồng cô Cô lại cảm thấy rất mệt Mà anh thì lại không mệt chút nào Sao nhìn anh như thế Hay là em lại muốn Làm hốt hoảng Giật cái thìa Tai lúc này hồng lên Không phải đâu Anh đừng có nghĩ bậy Anh để đấy em tự ăn được rồi Phòng cười nhìn cô gái trước mặt, tay cầm thìa cháo vẫn còn hơi run rẩy. Đúng là con mèo nhỏ của anh mất sức thật rồi. Anh giành lấy thìa cháo. Để anh. Nào, em không còn sức mà cầm thìa rồi kia. Không khí nhà ăn ngập tràn hạnh phúc. Cô gái lười biếng nằm dạp trên bàn, người đàn ông kiên nhẫn thổi từng thìa cháo để bón cho cô, cẩn thận xé gà, đưa bên cạnh cô. Chốc chốc anh lại cúi xuống hôn lên má của cô. Cô gái giận dữ quắc mắc lên nhưng rồi lại cười xấu hổ bởi vì cô vô cùng hạnh phúc. Phòng cầm điện thoại lên tìm đến một số điện thoại. Ánh mắt của anh rét lạnh khi nhớ đến hình ảnh của Lam sợ hãi và co do một góc. giám động đến cô gái của anh thì xác định với anh. Tùng hết bằng chứng. Ông bảo nhận hối lộ của doanh nghiệp đi. Các clip chơi bời của ông ta. Ném hết lên Facebook. Nhớ làm gọn gàng không được để ảnh hưởng đến doanh nghiệp thứ ba. Sau đó anh nhấc điện thoại, gọi vào số phóng viên của một tờ báo giải trí lớn nhất thành phố. Cô Thục Khôi đây à? Về chuyện hôm trước, cô cứ tiến hành theo ý muốn của cô. Tôi không cản đâu. Chỉ khoảng 15 phút sau, mạng xã hội dậy sóng vì những hình ảnh nhạy cảm của ông Bảo, tổng biên tập tờ báo lớn nhất thành phố. Còn tin tức của Diệp Anh lên ngay sau đó những hình ảnh đi ba dùng bóng cười bay lắc cũng nổi trội không kém cư dân mạng được mùa trời rủa xã hội thượng lưu đúng là lắm tiền nếu như không có những hình ảnh này ông Bảo vẫn là một vị tổng biên tập đáng kính mẫu mực và diệp anh vẫn là cô tiểu thư nhà giàu diệp anh chạy vào phòng tổng giám đốc không thèm gõ cửa anh phong tại sao anh làm như thế với em tôi làm gì cô những hình ảnh đó không phải anh làm ư không phải thì như thế nào đấy tôi cảnh cáo cô rồi cô đừng chạm vào giới hạn của tôi còn bây giờ ra ngoài đi có phải anh làm tại sao anh thế chúng ta sắp kết hôn anh làm như vậy anh không sợ <laughs> sắp kết hôn giới hạn của tôi là cô đấy tôi cảnh cáo cô bao nhiêu lần rồi cô lại dám động đến lam ư thì ra, anh yêu cô ta như vậy sao? Anh phải hối hận. Tại phòng ăn của một nhà hàng sang trọng, hai gia đình đầy đủ, ông Nguyên bà Lan, ông Phúc và bà Thảo. Diệp Anh lúc này mặt mũi xanh mét, ngồi nhớm mông ở ghế. Phòng lười biếng dựa vào ghế, cầm cốc nước, nhấp một ngụm. Tôi gọi mọi người tới đây, chắc là đoán ra được rồi. Tôi nói đơn giản thôi, tôi không chấp nhận một người vợ chơi bời cho nên cuộc hôn nhân này không thể tiếp tục được nữa diệp anh nghe như vậy thì trợn mắt lên tức giận sau đó cúi mặt xuống và khóc ông phúc thì rít lên mày vừa nói cái gì mày dám đối xử với con tao như thế sao tao rút tao rút hết bà thảo khéo léo ngắt lời của ông phúc ông đừng có nóng giận để tôi phân tích cho cậu ấy nghe Cậu Phong à, cậu có biết là hủy hôn thì công ty ảnh hưởng thế nào không? Một khi cổ phiếu chúng tôi rút hết thì e rằng Avenue cũng bị thiệt hại. Bà không cần phải nói nhiều, tôi hiểu tất cả điều đó. Tôi e là ông bà không rút hết vốn thì cổ phiếu của Z bây giờ cũng chạm đáy rồi. Ông bà lo mà rút đi. Để mà về bên cổ ông bà củng cố lại công ty của mình đi ông phúc nhìn sang ông nguyên chờ đợi tôi đã trao công ty cho thằng con tôi rồi nó quyết định như thế nào là việc của nó anh à tại sao anh lại cạn tàu giáo máng như vậy chứ ông nguyên nghe xong thì nhìn đi chỗ khác ông ta là người coi trọng tiền bạc chỉ cần làm gì ra tiền thì ông ta quý trọng chứ tình bạn là cái gì dù sao bây giờ con gái vàng bạc của nhà họ tiếng tăm như thế cổ phiếu hạ xuống hàng loạt sai phạm đang bị điều tra. Rồi thì chưa biết là bị phanh phui ra những cái gì. Bây giờ cho chúng nó cưới nhau thì có mà Avenue trôi theo rác trên sông sao? Bà Thảo liếc nhìn Phong trong lòng sôi máu nhưng đang cố làm ra vẻ mặt nhã nhặn thanh tao. Cậu Phong à, cậu nên nhớ cổ phiếu AV lúc này chẳng thể nào lên giá được. Nếu cậu Muốn chúng tôi rút Thì tiền tài chính của công ty cậu Khó lòng mà không đứt gãy Tất nhiên là tôi biết Diệp Anh lúc này chạy lại Ôm lấy cánh tay của Phong Anh ơi Em xin lỗi mà Từ nãy em sửa đổi Em sẽ không bao giờ như vậy nữa Tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay Phong lạnh lùng rút tay ra Ông bà Phúc tím mặt đứng dậy Hùng hổ bước ra ngoài Mắt thấy nhà ông Phúc đã đi về Ông Nguyên mới đưa điếu xì gà lên miệng rít một hơi Tất cả chuyện này là con làm sao Phong Bố nói cái gì Tôi nghe không hiểu Hừ, Tao đẻ ra mày con à Nhưng bố nhắc trước Lấy ai cũng phải phù hợp với công ty Mày chơi bời thỏa thích Nhưng con bé đó không bao giờ được bước chân vào cái nhà này Phòng nghe xong không hề để ý đến lời của ông Nguyên anh dựa vào ghế nhàn nhã Bố nhớ đến những hình ảnh lần trước Tôi đưa cho bố chứ Bố đừng nghĩ rằng Bố sẽ động đến cô ấy được Ông Nguyên giận run người Những tờ giấy trốn thuế Chuyển giá Ông ta đang nắm quyền Avener Đang ở trong tay thằng con trai của ông Mày dám đe dọa cả bố mày ư Đúng là nể tình Ông là bố của tôi nên tôi không đưa tất cả những cái đó cho công an Nhưng nếu như Ông cứ đe dọa đến cô ấy Thì tôi không chắc đâu Ông Nguyên cầm cốc trà nóng Run rẩy Nước nóng tràn ra Đổ hết ra tay đỏ rực Phòng bước đến cửa Đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức Làm đang đèo tạp dề Đứng trước bàn bếp nhìn thấy anh đi nhanh tới Ơ, anh về rồi à? Phòng ôm gọn cô người yêu nhỏ vào trong lòng, vùi mặt vào mái tóc của cô, hít hà lấy hương thơm của cô. Xin lỗi anh về muộn, chờ anh có lâu không? Bẩn hết áo của anh rồi này, anh vào tắm rửa thay đồ đi, em nấu xong rồi, em dọn ra bàn ăn ngay đây. Ai, à, nhưng mà anh nhớ em quá, để anh ôm một chút nhé, ngày mai không phải nấu nướng thế này nữa, em cứ nghỉ ngơi đi, anh về anh đưa em đi ăn. Anh chỉ muốn thu cô nhỏ lại, cho vào trong túi và mang đi khắp nơi. Thật sự là nhớ cô, nhớ đến cuồn cào. Cả ngày không biết anh phải mở điện thoại ra ngắm hình cô bao nhiêu lần. Làm nhuền miệng cười, ôm khuôn mặt của anh trong tay. Anh làm việc có cực lắm không? Em ở nhà, chơi rồi nấu cơm, có cái gì mệt đâu. Cô thú nhận ở nhà một mình quá rảnh rỗi, nhưng lại rất nhớ anh. Chỉ mong nhanh nhanh đến tối anh đi làm về Phòng nhéo má của một cái Chờ anh nhé, anh thay đồ Một bàn ăn đầy áp những món ăn nóng hồi Đã được sẵn sàng Cảm giác của một gia đình thật là ấm áp và ngọt ngào Biết thế này Anh đã bắt cô ở lại bên mình từ rất lâu Gắp một miếng thịt bò đưa lên miệng Này, em ăn đi Em gầy quá rồi đấy Bây giờ gầy thì càng xinh mà gầy ôm không có thích. Ăn tối xong xuôi phong rửa bát, Lam ngồi trên bàn ăn để gọt hoa quả. Nhìn bóng dáng đeo tạp dề mặc đồ thể thao, đứng trước cái bồn rửa bát. Trông thật là mạnh mẽ. Cô không thể khép miệng được, mắt cứ dán chặt vào tấm lưng của anh. Anh đẹp trai như vậy sao? Cẩn thận đấy, lại gọt phải tay bây giờ. Làm hết hồn ngượng ngùng, hình như mình làm gì, anh ấy cũng phát hiện ra được phòng ôm lam ngồi trên sofa xem tv cô ôm một tô hoa quả rầm thi thoảng lại xúc một thìa đút cho anh em có muốn đi chơi ở đâu không anh đưa em đi làm lắc đầu anh đi làm cả ngày đã rất mệt mỏi rồi cô không muốn là gánh nặng của anh ngày mai em về nhà em định đi làm lại chỗ chú thành và chị thuận thi có được không anh em lại định làm phóng viên điều tra sao em cứ ở nhà chơi đi chuyện kiếm tiền để đấy anh lo anh không muốn em phải ra ngoài lăn lộn em chỉ đi làm như trước kia thôi mà có cái gì lo đâu ạ à? không được đâu anh không muốn anh muốn khi về nhà anh đã nhìn thấy em rồi nhưng em không thể sống mãi đây được em muốn về khu tập thể em không muốn sống với anh sao ừ. em không em đâu phải là vợ anh mà sống cùng với anh được. Phòng nghe xong bắt đầu nổi giận. Vì sao cô ấy không muốn ở bên cạnh anh? Anh không muốn. Một là em về Avenue làm việc. Anh để cho em làm thư ký hoặc trợ lý của anh. Hai là em ở nhà. Em không được đi làm gì hết. Ơ, à, anh vô lý thế. Chuyện của em, em tự giải quyết chứ. Nói rồi làm đột ngột, thoát khỏi vòng tay của anh. Hậm hực bước vào bếp. Phong nhìn dáng vẻ tức giận của cô, không biết phải làm thế nào. Anh hoàn toàn chỉ muốn giam giữ cô bên cạnh, không muốn cô tiếp xúc với ai, một phần anh lo lắng bố anh sẽ làm gì cô gái này. Làm bực bội ném bát vào bồn rửa tay, cô đi lên phòng lấy túi để bước về nhà. Không thể chịu được một con người độc đoán như vậy. Đi ra đến cửa thì Phong bước vào. Anh ôm ngang hông cô, kéo lại, ngồi xuống giường. Anh buông ra tôi đi về ai à, lại xưng tôi với anh rồi cho anh xin lỗi được chưa không có lỗi lầm gì hết tôi không phải là bao nuôi này này ai dám bảo em là bao nuôi anh chỉ không muốn em mệt mỏi làm phóng viên cực lắm cực kệ tôi tôi muốn làm tôi được rồi không giận dữ em muốn gì cũng được được chưa nào có thật không Vậy ngày mai em đi làm lại nhá. Ừ, em muốn gì cũng được. Anh chịu thua cô rồi. Anh thực sự rất sợ cô nổi giận. Cái cảm giác cô không nhìn anh, cô xưng tôi xa lạ, làm cho anh thấy khó chịu. Phòng cúi xuống, phủ lên môi của cô, bàn tay đặt ở eo mảnh khảnh, bắt đầu không yên phận. Làm đã đi làm trở lại. Phong không muốn cô làm màng điều tra, ông thành cũng không muốn cô dấn thân vào nơi nguy hiểm cho nên để bạn cô lên làm thư ký xuất bản của tòa sản vì cuộc sống của cô khá là bình lặng hàng ngày đi làm rồi chiều về chờ phong qua đón đi ăn tối đi chơi như bao nhiêu cặp tình nhân khác cuối tuần phong bắt cô bên cạnh anh hoàn toàn hai người nấu ăn cùng nhau rửa bát cùng nhau vui đùa cùng nhau còn hạnh phúc nào hơn nữa phong thì có công việc bận rộn hơn cổ phiếu của av vì vụ của Diệp Anh mà không ổn định cho lắm. Không giảm nhiều, nhưng cũng không thể nào lên cao nổi. Nhiều người cho rằng hai tập đoàn chờ mặt thì liên minh không còn nữa. Vì thế họ lo sợ bán tống bán tháo cổ phiếu AV khiến cổ phiếu sụt nhẹ. Bên cổ phiếu AZ lại rất bình lặng, không tạo ra sóng gió gì. Kể với tính cách của vợ chồng ông Phúc và Diệp Anh, chắc chắn không thể để yên như vậy được chủ yếu khó khăn của avener bây giờ là biên tài chính có đứt đoạn một chút thực ra thì tài chính của avener không phải là quá cạn kiệt nhưng tiền đã đổ hết vào các dự án để các dự án chạy trơn tru theo đường băng thì tài chính phải được liên hoàn nếu hồng một lỗ thôi sẽ như một quân bài domino thiếu hụt hiệu ứng dây chuyền sẽ dừng lại và công ty chắc chắn sẽ gặp vấn đề bây giờ anh phải đi vay vốn được các ngân hàng để bù vào lỗ hồng tài chính. Hoặc phải tìm được cổ đông khác thay thế. Để tìm được một cổ đông lớn cỡ ông Phúc, nghe có vẻ khó. Mà tất cả các ngân hàng lớn, Avener đều đã vay vốn. Ông Nguyên từ sáng sớm đã gọi điện cho Phong, dục dã xử lý chuỗi tài chính. Phong chỉ ẩm ừ cho qua chuyện, không muốn bàn chuyện với ông ta. Anh bấm một dãy số. Đã mua hết cổ phiếu bán ra của AZ chưa? cứ mua tất tay cho tôi không phải sợ tôi sẽ chuyển tiền ngay bây giờ anh lại lấy điện thoại và gọi cho một số khác thế chấp hết tài sản công ty cho tôi gom tiền đổ vào avener lấy tên gì cũng được đừng có để tên của tôi phòng nhíu mày nắm chặt cây bút trong tay anh vừa làm một quyết định nguy hiểm được thì có tất cả còn mất anh sẽ không còn gì hết làm đứng dưới khu tập thể cầm một chiếc vali nhỏ. Cô mặc chiếc váy thun ba lỗ ôm sát, màu thiên thanh dài, đến bắp chân, lộ đường cong hoàn hảo. Chiếc áo carigan được khoác bên ngoài. Tóc tết rối buông hai bên, trông cả người của cô bừng lên sức sống, thanh xuân, nhẹ nhàng và tươi mát. Phòng xuống xe hơi ngẩn người một chút khi nhìn thấy cô gái trước mắt mình. Cô luôn cho anh cái cảm giác thanh mát nhẹ nhàng. Phong cầm vali trên tay của cô, sờ hai má cưng nựng một chút. Em mặc đồ thế này, xinh thật đấy. Làm đẩy anh ra. Ở đây nhiều người lắm. Sau đó cô vội vàng lên xe, còn Phong thì mỉm cười. Đến sân bay Tú đang chờ sẵn, anh chàng lất pha lất phất, mặc một bộ đồ thể thao màu cam trói lọi. Mà trao mấy cái đứa này, Ông đây ở chờ gần chết. Làm mỉm cười gật đầu chào Tú. Cô mới chỉ được Phong đưa gặp hội bạn có một vài lần, nhưng cũng khá có tình cảm với Tú. Một cậu ấm nhà giàu, có tính cách vô lo vô nghĩ, không quan tâm gì ngoài xã hội. Được một lúc thì Chiết đưa Hân tới. Hôm nay Hân rất xinh, cô nàng cá tính với mái tóc ngắn, quần sóc ngắn, áo bomber đen. Bên cạnh Chiết là một cây thể thao trắng. Hai người đi cạnh nhau vô cùng hợp, nổi bật cả sân bay. Hân và Lam thấy nhau như cá với nước, ôm chầm lấy nhau, để lại hai chàng trai ngán ngầm nhìn nhau. Còn Minh thì xuất hiện cuối cùng. Một cây đen từ đầu tới chân, kính đen, tay đút túi quần, điềm tĩnh nhìn một lượt. Anh lướt qua một lượt và dừng lại ở cô gái, mặc váy xanh lam, đang bị Phong gắt gao nắm chặt eo. Mình cảm thấy ánh mắt của Phong rực lửa, đang nhìn về phía của mình. Mọi người tới lâu chưa? Tú nhanh nhào lên tiếng. Mình ơi, mày đi lễ tang rồi mày qua đây đi à? Triết huyết một cái vào bụng của Tú. Mẹ, đúng cái thằng vô duyên. Mày câm từ bây giờ sang mới đấy hộ tao. Tôi chuẩn bị đi lễ tang cậu đấy. Nói rồi mình kẹp cổ Tú bước vào trong nhà chờ. Hôm nay là họp hội bạn đi du học cùng với anh ở Phong Tú triết mình. Mỗi năm hội bạn lại gặp nhau một lần Năm nào chỉ bốn người đi cùng với nhau. Năm nay có thêm Lam, Hân, sôi động và vui tươi hơn hẳn. Lam là người hướng nội, khá ít nói và dịu dàng. Nhưng Hân lại là người vô cùng hoạt bát. Hai cô nàng nhai mảnh ghép hòa hợp. Đứng cùng một chỗ, nói về độ xinh đẹp thì một chín một mười. Luôn luôn thu hút ánh mắt của người khác. Do vậy Phong và Chiết không rời nửa bước. Đến nỗi hai cô gái phát cáu. Có muốn buồn bán với nhau một chút chuyện cũng không được. Phong nhìn hai cô gái đang tiếu tiết dính nhau không rời. Mặt của anh đen lại. Nắm eo của Lam kéo vào trong ngực của mình. Ánh mắt của anh bực bội nhìn Hân. Cô dính cô ấy ở nhà, chưa đủ à? Trả đây cho tôi. Ôi trời ơi, tổng giám đốc. Anh ghê gớm thật đấy. Thôi mà, em đừng chia rẽ uyên ương nhà người ta. Đúng rồi đấy, cậu làm ơn. Lôi Hân đi chỗ khác giúp tôi đi. Thế cậu tưởng tôi không muốn à? Mang tiếng đi chơi để có không gian riêng tư mà tôi trả được miếng nào? Từ nay chúng ta đừng có đi chung với nhau nữa, đến nắm tay còn không được. Đung là buồn hết chỗ nói. Hân lúc này mới ngọ ngoại lên tiếng. Anh không để cho em thở một chút à? Ôm từ nhà tới đây rồi, khó thở muốn chết đi được. Em khó thở hả? À? Để 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 anh hô hấp nhân tạo cho em nhé. Này này, cấm anh lộn xộn. Bạn bè của anh bên kia kìa. Mặc kệ chúng nó, muốn thì kiếm người yêu đi. Bên trên phòng lột từng mối cam, lấy hạt dưa đút lên miệng cho Lam, ăn xong lại kéo sát cô lại, khóa chặt trong lòng của anh, đặt cằm lên đỉnh đầu của cô. Anh thật hận, không thể nào thu nhỏ cô và mang theo bên mình. Mình ngồi bên dưới, cố gắng hết sức bình thản, đeo kính đen, đeo tai nghe và bật nhạc thật to. Biết thế này thì anh đi theo làm gì chứ? Để xem người ta trình diễn uyên ương trước mặt của anh sao? Môi của mình mếm lại, cố gắng đè nén cảm xúc chua xót trong lòng. Buổi họp mặt cộng đồng cựu du học sinh nước ngoài, khóa 06 trên 10 của trường tại Luân Đôn được tổ chức tại một khách sạn. Làm không ngờ khách sạn lộng lẫy như vậy. Phong nhìn cô như con chim nhỏ, vui vẻ trước khung cảnh mới lạ. Kiểu này anh phải thường xuyên đi du lịch cùng cô mới được. Nghĩ đến cái cảnh cả hai cùng đi du lịch với nhau. Phòng bất giác như mờ cờ trong bụng. Miệng không khép lại được. Căn phòng khách sạn rất đẹp. Màu chủ đạo là màu cho tàn. Điểm nhấn màu tím vô cùng sang trọng. Làm ngả người lên đệm sảng khoái. Cái đệm này tốt quá anh nhỉ. Mềm chưa này? Em chỉ muốn ngủ một giấc thôi. Hay là mình thử độ đàn hồi của cái đệm này nhá. Này này, em biết anh đang nghĩ cái gì đấy nhá. Anh đừng có nghĩ linh tinh. Em sang rủ hân, thuê phòng khác bây giờ. Bay 17 tiếng, em mệt muốn chết rồi. Thôi được rồi, lại đây. Anh mát xa cho em. Không, em đi tắm đây. Nhớ lại có lần anh bảo mát xa cho cô, nhưng cô không thể nào rời khỏi giường được, khiến cho cô phát hoảng. Phòng nhìn cô sau đó vội vàng cười còn cô thì chạy nhanh khuất sau cánh cửa nhà tắm cô bước ra tóc còn đọng những hạt nước nhỏ vào vùng cổ trắng mịn chiếc áo tắm lụa màu vàng chỉ dài quá mông để lộ cặp chân thon dài áo không có cúc chỉ buộc hờ hững một dài lụa ngang hông khiến vùng ngực của cô thoát ẩn thoát hiện phong nhìn người yêu mà phát hỏa anh khó có thể nào kiềm chế được anh kéo cô ngồi xuống giường, cầm khăn lông mềm mại, nhẹ nhàng lau tóc cho cô. Làm ôm ngang lưng của anh nũng nịu, vùi mặt vào trong lòng của anh. Phong mỉm cười dừng động tác. Mặc như vậy đã thách thức anh lắm rồi, giờ lại có một hành động của cô ấy, cũng khiến cho anh bùng cháy. Nâng cầm của cô lên. Con mèo lười của anh hôm nay rất thơm. Nói xong anh kéo phong áo lụa trên người của cô. Còn Lam thì lườm anh, Người yêu của cô dạo này cứ gặp nhau, y như rằng là lao vào cô, giống như hổ đói. Cô thật nghi ngờ, một tổng giám đốc lạnh lùng ít nói ngày nào, có còn là anh nữa không? Phòng cười gian tà, bóp bóp eo của cô. Anh có làm gì đâu, chỉ mấy tiếng thôi mà. Tối nay anh hứa, anh nhẹ nhàng. Tối nay cho anh ngủ dưới đất. Anh làm thế này, em còn làm gì, còn mặt mũi đi gặp bạn bè của anh chứ? nhìn này đúng là tức chết đi được em không đi nữa đâu anh đi một mình đi làm lấy tay chỉ lên cổ lên vai của mình đầy những vết dấu đỏ rực anh hứa tối nay anh không làm thế nữa em thay váy đi nhá không lộ đâu mà lo không thay đâu em chả dám đi gặp ai nữa em không đi anh cũng chả đi anh ở nhà tập thể dục với em làm hoàng sợ. Phong và Lam bước vào sảnh khách sạn. Bạn bè lúc này đã ùa ra. Phong đấy à? Người đẹp phương đông này là... Là người yêu của tôi. Phong nhìn sang Lam đang hơi xấu hổ. Cô ít khi xuất hiện ở chỗ đông người. Những người bạn tóc vàng hoe, hào hứng hỏi dồn. Họ quen nhìn những cô gái phương Tây bốc lửa quyến rũ. Chứ không có gặp nhiều những cô nàng phương đông. Là gái Việt Nam lại càng thích thú. Họ ngạc nhiên khi Phong dẫn đến một cô gái Dịu dàng nền nã mong manh như một đóa hoa Phong lại còn rất chăm sóc cho cô ấy Gần như không rời nửa bước Ánh mắt luôn dịu dàng, chiều mến Phong nắm lấy tay của Lam Đi một lượt chào hỏi bạn bè Ở đây hơi buồn chán Em chịu khó một chút nhé Lát nữa anh đưa em đi dạo xung quanh Dạ không cần đâu anh Lâu ngày anh gặp bạn bè Anh cứ nói chuyện cho thoải mái đi lát nữa em tìm chỗ nào em ngồi cũng được lúc này có một cô gái tóc vàng có vẻ đẹp bốc lửa đi tới anh phong lâu lắm rồi không gặp đây là làm có cảm giác phong hơi khựng người một chút bàn tay đang nắm tay của lam hơi buông lơi à chào anna lâu rồi không gặp đây là mạch lam bạn gái của anh cô gái quay sang nhẹ nhàng lướt qua Lam một lượt. Tôi là bạn cũ của anh Phong. Lam gật đầu chào Anna, Phong đưa ly rượu lên và uống một ngụm lớn. Anh Phong này, em có chuyện này muốn nói với anh. Ánh mắt của Anna say đắm nhìn Phong, còn Lam thì mỉm cười, quay sang Phong nói. Anh nói chuyện với bạn của anh đi, em lại chỗ hân một chút. Phong nhìn Lam, vẽ nhẹ sợi tóc ra sau tai của cô gật đầu, làm xoay người bước đi, vẫn nghe tiếng của Phong và Anna đằng sau đang nói chuyện vui vẻ. Tú Hân hôm nay chắc là nổi bật nhất buổi tiệc, cô mặc bộ váy ren đen, cổ chữ V, đuôi cá ôm sát người, làn da trắng hơi xanh và mái tóc ngắn cá tính lại càng nổi bật. Chết đi kẻ kẻ bên cạnh, không cho Hân tiếp xúc với ai. Anh thật sự sợ, chỉ cần sảnh một cái là cô sẽ bị thằng khác cướp mất hai cô gái nhìn thấy nhau thì lại tiếu tít ôi giời ơi hôm nay cậu đẹp thế này ừ cậu cũng đẹp mà vậy là hai đứa chúng ta xinh đẹp như nhau nhỉ nói rồi hai người châm hoa quả đút cho nhau ăn Chiếc nhìn thấy thì vô cùng trướng mắt thằng phong nó đi đâu mà tại sao cô lại đây anh ấy đang nói chuyện với bạn cũ phía bên kia kìa chiết nhìn theo ánh mắt của lam chột giả trời ơi là anna thằng phong quả này chết rồi tại sao tình cũ tình mới lại giáp mặt nhau thế này tú và minh đi đến tú nhìn theo tay của lam chỉ thì hốt hoảng ui giời ơi con anna có đúng không ngon thế này mà thằng phong nó ngu nó bỏ đấy để đó cho tao chiết thật là hận không thể nào đào mà thằng kia lên cái thằng ngu này Tao giận mày là mày phải câm cơ mà. Đúng con Anna người yêu cũ thằng Phong còn gì? Hay là mắt tao nhìn nhầm? Chiết lúc này kéo tay của Tú bước ra ngoài xa. Cậu ấm ơi là cậu ấm. Đi cô gái đi. Đừng có ở đây đốt nhà người ta. Hân nhìn Lam như người đang mất hồn. Định an ủi. Nhưng cũng bị Chiết nháy mắt kéo đi. Mình đưa một chùm nho cho Lam. Em chưa ăn gì đúng không? ăn nho nhá Con gái ăn cái này đẹp da lắm Lam không còn nghe thấy gì nữa Trong đầu của cô bây giờ Chỉ có tiếng nói của Tú Anna Người yêu cũ của Phong Lam Lam ơi Lam giật mình quay sang cầm chùm nho cười trừ Cô đưa ánh mắt không thấy Phong và Anna đâu nữa Trái tim bắt đầu trống rỗng Đôi mắt vô hồn Nhìn khoảng không vô định mình nhìn cô lỏng như sát muối. cô ấy có thể không yêu anh nhưng vui là được. đằng này khách sạn này có một vườn nho nhỏ. em có muốn ra ngoài cho thoáng không? Lam gật đầu, dầu dĩ bước ra ngoài cùng với Minh. hai người yên lặng đi bên cạnh nhau. thật ra Lam không có tâm trạng đi dạo, chỉ là trong lòng đang rất buồn bực, chỉ muốn thoát khỏi tiệc tùng ồn ào. cô thở dài ngồi xuống chiếc xích đu. Tôi chấp nhận ở bên cạnh anh Phong. Chắc là tôi sai rồi. Em không làm gì sai hết. Tôi không hợp với thế giới của anh ấy có đúng không? Thời này làm gì cô cô gái lọ lem? Anh không thấy. Cô ấy xứng đôi với Phong hơn tôi à? Làm cầm ly rượu đưa lên miệng nhấp, mùi vị rượu vang thơm nhưng đến đầu lưỡi lại đắng chát. Mình yên lặng nhìn cô sầu não, một cô gái tốt thế này mà thằng phong nó không trân trọng thì quá là ngu ngốc em đừng uống nữa say đấy say thì sao chứ chẳng mấy khi được uống rượu nho trong vườn nho thế này anh không thấy nho đẹp sao chỉ là người có chút không thoải mái ừ rất đẹp em không thoải mái tôi gọi phong đến đây cho em nhé không cần đâu tôi ghét rồi tôi không thương nữa buổi chiều còn nói yêu tôi bên tôi vậy mà lúc nhìn thấy người yêu cũ anh ấy lại bỏ mặc tôi mình thở dài cô cười nói bên cạnh người khác tìm anh cũng đau như thế đấy mà thấy cô buồn vì người khác anh lại càng buồn hơn thôi được rồi không yêu nữa thì thôi không được buồn vui lên lam cười ngẩng mặt lên nhìn minh minh nhìn cô ánh mắt ấm áp và nhu tình Ước gì khoảnh khắc này cô ấy thuộc về anh. Anh đẩy xích đu, cô gái mặc váy hồng, thích thú, cười nhẹ nhàng. Vạt váy và tóc bay bay trong gió. Những năm tháng về sau, mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc này, khoảnh khắc cô cười ngọt ngào với mình, thì trái tim của anh lại nóng bừng lên. Được một lát, là nồm một bên xích đu, nước mắt chảy dài. Anh Phong yêu Anna lắm có đúng không? không chỉ là người cũ thôi hiện tại cậu ấy yêu cô nhất không phải đâu nếu như anh ấy yêu tôi anh ấy đã đi tìm tôi rồi cô lại lấy một ly rượu nho trên bàn và uống tiếp anh uống cùng với tôi đi rượu ngon không có bạn hiền thì chán lắm tiếp tục lại uống và cười phong và anna cũng ra vườn ôn lại chuyện cũ anna nhìn phong anh khác xưa quá nhiều Mấy năm cô không đi họp lớp Và không được gặp anh Chỉ có 5 năm nhưng Phong lại thay đổi quá nhiều Anh đĩnh đạc thành công chín chắn Và có lực hấp dẫn hơn Tiếc rằng anh đã có người mới Nhưng tình cũ không rủ cũng tới Anna cảm thấy tiếc Phong Giá mà hồi đó Cô bỏ Đan Mạch về Việt Nam với anh nhỉ Liệu giờ có còn cơ hội không Anna này Bây giờ em làm gì À, em làm tổ chức phi chính phủ Đan Mạch. Anh là thương nhân sao? Ừ, anh có buôn bán nhỏ. Cho em làm một chân thư ký cũng được không? Dù sao chúng ta cũng từng học cùng ngành. Em chịu về một đất nước nhỏ như Việt Nam để làm việc sao? Lời nói của Phong có chút chua xót. Anh nhớ Anna đã từng nói rằng cô không muốn theo anh về Sài Gòn vì quá lạc hậu. Họ sẽ tiếp tục yêu nếu như là anh chịu về Đan Mạch hoặc là ở lại nước anh anna lúc này cười cười thời thế thay đổi rồi mà nếu em còn tình cảm thì sao đây nói rồi cô ôm cổ của phong ghé sát vào môi của anh phong hơi tránh nụ hôn của anna anna chúng ta đã kết thúc rồi chỉ hôm nay thôi quý ông phong lịch lãm mà em thương nhớ có được không phong đưa mắt nhìn anna anh nhớ lại những lời cô nói sau khi học tốt nghiệp. Mối tình đầu của anh, mối tình suốt 4 năm du học, nhưng ngay khi tốt nghiệp Anna lại chọn đi một hướng khác. Mặt của anh lờ đãng quét ra khu vườn. Một hình ảnh thơ mộng kéo anh về với hiện tại. Cô gái nhỏ mặc váy hồng đang ngồi xích đu. Những sợi lông vũ nhẹ nhàng bay theo vạt váy. Mái tóc của cô bay bay, ngẩn ngơ mỉm cười. Trái tim của phòng nóng lên. Môi anh không tự chủ được mà mỉm cười. Anh có lỗi với làm rồi Để cô ấy ra đây một mình Rồi anh thấy Minh xuất hiện Ngồi xuống nhìn cô Hai người nói nói cười cười Làm cười và cầm cốc rượu Đưa lên miệng Mặt của Phong nóng lên Anh quên mất Anna bên cạnh Và vội vàng đi tới chỗ của Lam ngồi xuống Phong không nhìn Anna Mà vội vàng rời đi Phong cầm lấy cốc rượu nho trong tay của Lam Ai cho em uống cái này? Anh đưa đây. Anh đưa đây cho em. Em đang uống ngon cơ mà. Phòng phòng ánh mắt hình viên đạn quay sang mình. Mình không nói gì. Cầm ly rượu đi lướt qua. Phòng nắm lấy cánh tay. Cậu đưa cô ấy ra đây từ lúc nào? Làm sao? Cậu không chăm sóc được cô ấy. Thì cậu để tôi. Cậu không có quyền. Cô ấy là người yêu của tôi. Cái gì? người yêu của cậu à nếu như không toàn tâm toàn ý được với cô ấy thì cậu để cho tôi tôi nhắc lại cho cậu biết nếu như cậu để cô ấy buồn dù là một lần nữa thì dù cô ấy có là người yêu của cậu thì tôi cũng tìm cách giành lấy tôi không nhượng đâu phong ngồi xuống nhìn lên cô gái khuôn mặt đang đỏ hồng em không rủ anh uống cùng tại sao lại uống một mình ở đây vì anh đang bận nói chuyện với bạn của anh mà. Anh ôm Lam vào lòng. Mình về thôi. Lạnh rồi, em ốm mất. Lam lắc đầu đẩy anh ra. Ánh mắt buồn rười rười. Anh cứ đi đi. Đi đâu thì đi đi. Em không cản Lam à, em giận anh sao? Không có chuyện gì để giận. Người yêu cũ thì thường ngon hơn bất cứ cái gì mà. Phong vừa buồn cười vừa thương Con mèo nhỏ này cũng biết ghen sao Thật là đáng yêu hết sức Nhưng mà không ngon bằng em được Chị ấy đẹp hơn em Quyến rũ hơn em Lại còn thông minh hơn em Làm thở dài Sau đó lại tiếp tục đưa ly rượu lên miệng Và uống Rượu trôi xuống cổ nóng rát Cô ngước mắt lên nhìn Phong Tại sao anh lại có thể đẹp trai như vậy Mũi cao mắt sâu Lông mày thì rậm Nhưng mà anh ấy làm cho cô đau. Phòng dứt khoát ôm làm về phòng, vừa đóng cửa lại, đã áp sát cô vào tường và hôn cô. Khoang miệng của cô đang còn mùi rượu nho lạnh, thanh mát và dễ chịu. Đúng là rượu ngon nhất khi uống từ miệng của phụ nữ. Đôi môi của cô là thứ ngon nhất, anh từng thử, mềm mại và ngọt ngào, trơn mịn, chạm vào không muốn rứt ra. Làm cô vẻ uống quá nhiều rượu nho, Cô dính chặt vào người của Phong và không thể đứng vững. Giọng nói khàn khàn, giận dỗi đáng yêu vô cùng. Anh đi đi. Đi với người ta đi. Không cần anh ở đây. Em sẽ về Sài Gòn. Em sẽ không yêu anh nữa. Em sẽ đi tìm người khác. Phong bất lực nhìn cô gái trong lòng. Chút hết sự ghen tuông bực bội. Nước mắt đã trào ra. Anh đưa tay và lau nhẹ cho cô. Em mà dám đi yêu người khác ấy, anh sẽ chặt chân thằng đó anh vô lý anh yêu được tại sao em không yêu được người tán tỉnh em xếp hàng dài một con phố chưa hết một hàng dài ư anh cũng chặt cho hết ai mà dám yêu người của anh anh xóa sổ xóa cái gì mà xóa anh không yêu anh giữ làm gì anh gặp chị ấy là anh buông tay em ra em không cần em không cần một tình yêu thay thế lam vẫn nằm trong lòng của phong nhưng mà đôi tay bực bội vò nát cái cà vạt trên cổ của anh nước mắt sẵn sàng trực trào phòng không biết làm sao với con mèo hoang giận dỗi này bình thường rất ít khi cô thể hiện thái độ ghen tuông chắc là hôm nay có chút rượu trong người nên cô gái của anh mới có lá gan này nhưng như thế này anh lại cảm thấy vô cùng thú vị cô thật sự rất quan tâm tới anh anh xin lỗi mà từ nay anh không như vậy nữa anh và anna kết thúc thật rồi em tin anh đi dù quá khứ anh có ai anh cũng không quan trọng quan trọng là hiện tại và tương lai anh có em là được mà có đúng không nào anh không được nói chuyện với gái không được nhìn gái không được buông tay em anh chỉ được nghĩ đến em thôi thôi được rồi được được anh dành cho em hết đôi mắt to tròn của lam nhìn anh trong mắt của anh thật sự chỉ có hình ảnh của cô. Ánh mắt này của Lam làm cho anh say mê. Làm cười khúc khích, cô thỏa mãn với câu trả lời của anh. Anh yêu em từ lúc nào thế? Ngón tay của Phong vuốt nhẹ chiếc cằm gầy mỏng của cô. Từ lúc nào nhỉ? Từ lúc thuyết trình. Nhìn em lúc đó rất bướng bỉnh nhưng lại đầy sức hút. Làm lật nằm lên người của Phong. Hạnh phúc cười díp mắt. Có thật không? Thật, sau trận ốm thì không thể phủ nhận tình cảm được nữa. Anh yêu, rất yêu. Làm hạnh phúc chủ động dớn người, đặt môi vào môi của anh. Môi cô như cánh chuồn dán trên mấy mắt, trên mũi, trên bá và trên cổ của anh. Không hề biết cách hôn, nhưng lại gây ra phản ứng dữ dội. Cả người của Phong bốc hòa, dục vọng nguyên thủy, bắt đầu trỗi dậy. Anh lật cô nằm dưới, kéo mạnh và vứt sang một bên. Cúi xuống vùng hõm cổ của cô mà cắn mà mút. Làm cô máu buồn, cô cười khúc khích. Ngay lập tức, anh ngút trọn tiếng cười của cô vào trong miệng. Chiếc lưỡi len lỏi khắp khoang miệng. Đôi môi dịch chuyển đến tai. Sau đó thì thầm nói với cô. Anh yêu em. Yêu hơn tất cả những gì anh có trên đời này. Hơi thở nóng ấm của Phong khiến cả người của Lam run nhẹ. Phong nhìn cô gái mặt đỏ như quả cà chua chín đang mỉm cười. Bàn tay của anh luồn dưới lưng của cô, kéo khóa chiếc váy. Tất cả vương víu trên người của cô bị anh vứt hết xuống sàn nhà. Anh say đắm cơ thể mềm mại đẹp đẽ này. Chưa bao giờ anh cảm thấy ăn cô là đủ, ăn như thế nào cũng không thấy đủ. Thế rồi cả hai lại quấn lấy nhau, một đêm tình nồng thật ngọt ngào. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 8 của bộ truyện Cô nàng hám tiền của tác giả Lam Lam. Sau những hiểu lầm, sau những cái sự việc xảy ra thì khiến cho Lam và Phong đã có tình cảm với nhau. Và anh Phong thì anh ấy bất chấp tất cả để có được trái tim của Lam. Anh ấy đánh đổi sự nghiệp, đánh đổi cả vị hôn thê của mình. Và không biết được rằng là điều này đã gây cho Lam một sức ép lớn. Bây giờ ở trong tay của bố của Phong có một đoạn video clip chứng tỏ rằng bà ngoại, cái chết của bà ngoại Lam có một dấu vết nào đó của Phong đúng không ạ? Phong đã nhúng tay vào nhưng sự thật lại không phải như vậy, nhưng mà bố của Phong đang mang cái video này ra để ức hiếp Lam, để bắt buộc anh phải lựa chọn một cô gái khác, nếu như không phải là Diệp Anh thì bất cứ một cô gái nào đó xứng tầm với gia đình của Phong, chứ không phải là Lam, một cô gái mồ côi sống ở cô nhi viện. Và liệu rằng là tình yêu của hai người này có đủ lớn để đến được với nhau hay không? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tiếp tập 9 sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Xin chào và hẹn gặp lại.